Dạ vâng, em lại xin mấy chào tất cả các bác đã trở lại với kênh YouTube của Chu Du Audio Hậu Giang. Hôm nay thì em không nên bán hàng bãi nữa. Ngày hôm nay thì lên sóng cho các bác một cái model vang số các bác nhé. Vang số chỉnh cơ, một model hàng mới của thương hiệu JD, một thương hiệu đến từ Tây Ban Nha và được nhà máy đang được sản xuất và lắp ráp tại China các bác nhé. Các bác lưu ý như vậy để tránh trường hợp các bác nhiều bác bây giờ là hay xoay mói vặn vẹo nên là em phải nói rõ luôn. Tất cả các thương hiệu lớn ví dụ như là Audio Center này, B3 này hay là những cái thương hiệu rất là nhiều thương hiệu khác nhau như BMW thì bây giờ nhà máy đều đặt tại China rồi. Ok chưa các bác? Đấy, thì con này nó là thương hiệu của Tây Ban Nha các bác nhá, một thương hiệu lớn và những con này nó là hàng chính hãng các bác nhá. Hàng chính hãng và đang được phân phối tại thị trường Việt Nam mình luôn. Đây là một phiên bản vang số chỉnh cơ, một trong những phiên bản mà được anh em hiện nay đang sử dụng rất là nhiều. Bởi vì sao? Một là tính năng nó là tính năng của con vang số, nhưng mà ngược lại thì các bác có thể sử dụng hoàn toàn, chỉnh tay hoàn toàn. Con này thì với con vang này thì nó có, các bác có thể kết nối phần mềm máy tính các bác nhé, kết nối phần mềm máy tính bình thường như tất cả con vang số khác. Có đĩa phần mềm khi các bác nhận kèm theo thì em cũng giới thiệu luôn, đây là cái vỏ hộp của nó. Khi các bác nhận vỏ hộp kèm theo thì nó sẽ có hai cái này là cái mắt dây nguồn theo vang này và một cái anten bluetooth để các bác bắt bluetooth cho nó xa hơn. Đây là túi bóng để đựng vang này và một quyển sách hướng dẫn này, một cái cáp để kết nối với máy tính này, cáp để kết nối phần mềm với máy tính này, và trong này nó có một đĩa phần mềm các bác nhé. Trong một cái đĩa phần mềm này là các bác đưa vào cái ổ đĩa của máy tính, sau đó là các bác cóp nó ra ngoài máy tính để các bác chỉnh bằng phần mềm. Tiếp theo đó là một cái điều khiển để các bác gọi các cái mode, trên này là các bác gọi được 9 cái mode. Tuy nhiên ở trong này các bác lưu ý là con vang này nó lưu được 16 mode nhưng mà đây là 9 mode gọi nhanh. Chắc cũng chẳng có ai lưu đến 9 mode đâu. Em nói thật các bác là bình thường như bọn em dùng vang số bọn em chỉ lưu đến 4 đến 5 mode là cùng rồi. Hoặc là bác nào linh nhiều là 6 mode thôi. Trên này nó có cho đến tận 9 mode. Trên này có các cái phím là chọn cổng đầu vào, trong đó nó có cổng đồng trục này, cùng với lại cổng AUX2 này, cổng Wapiso, cổng với cổng AUX1 và cổng Bluetooth USB. Thì khi các bác nhấn vào thì nó sẽ hiện lên. Thì các bác nhấn vào nó sẽ hiện trên này là đang chọn cổng nào. Ok chưa các bác? Đấy, thì là những cái này. Cái khiển này thì hiện tại này em chưa dùng đến, em để đây thôi. Giới thiệu cho bác là các bác có khiển và trên cái điều khiển này thì các bác có thể tăng giảm mic này, tăng giảm effect và tăng giảm volume của nhạc. Đấy, volume của nhạc thì để các bác tiện là khi các bác đang hát mà các bác muốn cho nhỏ lại hoặc cho to lên thì các bác không cần phải ra xoáy vặn trên con này. Đấy, thì về con vang thì các bác có thể, đây là một con vang rất là đẹp đúng không ạ, một con vang thiết kế mặt phanh nhôm mà màu đen và có ba cái phím này là phím mà ba cái volume này, volume này toàn bộ bằng nút nhôm cho nên là các bác nhìn nó rất là sang trọng các bác nhé. Model là KX500, thương hiệu JD Tây Ban Nha. Trên này có tem bảo hành của hãng, và trên đỉnh thì nó ở trên đỉnh thì cũng có tem để check mã QR của hãng các bác nhé, hãng người ta dán tem ở đây. Và trên những cái này là tem để chống bóc máy. Thì với những con này là vang mới thì bọn em cũng không bóc máy ra làm gì cả, giới thiệu cho bác thôi. Quan trọng là nhất đó là về cái chất âm, thì tiếng mic tiếng nhạc con này cực kỳ là hay và tuyệt vời. Khả năng chống hú rất là cao. Con này thì chống hú 3 cấp độ các bác nhá. Ở trên này nó có bấm chống hú luôn này. 3 cấp độ các bác mà loa không hú ý các bác có thể tắt đi hoặc để cấp độ số 1. Bình thông thường thì các bác để cấp độ số 2 là ok nhất. Thì với những con vang như này em ngồi gần loa này thì ngồi khoảng cách khoảng 1 mét, hát to, rõ, nhạc to, effect ngọt, giọng không có rú rít gì các bác nhá. Phải nói đây là một con em thì thực sự các bác là theo dõi kênh của em thì biết là em rất ít khi làm hàng mới. Mà khi làm hàng mới thì em đều phải lựa chọn các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì em có anh em bên JD có chào hàng thì em có nói là có nhập thử một con về để test thử chất âm, nếu mà ok thì em sẽ làm tiếp. Và em nói thật sự các bác là đây là một con vang, nếu trong tất cả các vang mới mà em đã làm qua, kể cả X12, kể cả X12 Pro hàng mới, thì đây là một con vang thật sự các bác là tầm giá nhé, em nói trong tầm giá tầm trên dưới 3 triệu thì đây là con vang cực kỳ là đẳng cấp luôn. Chống ngũ cao, hát nhẹ, nịnh tiếng và các bác thấy là khi nhạc lên ấy, cái tiếng mic, tiếng effect nó không bị mờ. Các bác nghe rõ nét và cái tiếng effect nó vẫn rất là ngọt, nó không bị mờ tiếng. Rất nhiều con vang ấy khi mà hát hát chay ấy mà chỉ có mic và effect ấy thì hát effect rất ngon, rất ngọt. Đấy, nhưng mà khi có nhạc lên phát là effect nó bị chìm. Các bác hát cảm thấy là nó rất là khó hát. Đấy, nhưng con này thì nó không bị, rất là hay luôn. Ở đằng sau thì con vang này thì các bác cũng nhìn thấy là nó có 6 cổng out. 6 cổng out có nghĩa là vang số 5.1. 2 cổng main thì nó nằm bên này các bác nhá. Các bác lưu ý là các bác sẽ nhìn khi mà trên con vang ấy, các bác mà muốn cắm ấy thì các bác nhìn chữ MRML thì nó là chợ cổng main out, main chính, main phải, main trái. Và cái cổng SRSL này nó là cổng slow out trái phải.
cổng súp, cổng center. Ở đây thì các bác cũng chỉ nhìn thấy là cái dâu anten Bluetooth nó cắm ở đây. Đấy, khi các bác mà nhận hàng về, các bác mà sử dụng Bluetooth thì các bác gắn thêm cái này vào đây. Đấy, các bác nhé. Đấy. Hai cổng mic thì được đặt ở phía sau, rất tiện dụng cho các bác bây giờ các bác làm băng số và mic không dây, cho nên là chủ yếu là các bác dùng mic không dây. Cái lỗ này mic nó để đằng sau này, rất là tiện dụng cho bác, và có hai cái chiết áp. Các bác muốn giới hạn to nhỏ mic thì các bác có thể giới hạn ở hai cái nút, hai cái chiết áp này. Các bác cắm mic 1 thì các bác sử dụng chiết áp này. Các bác cắm mic 2 sử dụng chiết áp này. Ok chưa? Và hai cổng aux, cổng vào, cổng nhạc vào bằng hoa sen. Một cổng đồng trục và một cổng cổng quang official. Ngoài ra thì con này nó có thêm 4 cổng hoa sen để cho các bác kết nối với âm ly. Kết nối với âm ly bằng bông sen. Tuy nhiên thì cái này thì không cần thiết các bác nhé. Cái này thì khi mà các bác mua vang bên em, các bác bảo là anh kết nối vào với âm ly thì bọn em sẽ cho thêm một cái rắc ca lông chuyển ra bông sen, thì các bác cắm trực tiếp vào cổng bên ao này, nó sẽ chắc và tiện dụng hơn là các bác cắm vào cái này. Tuy nhiên cái đây người ta thiết kế là có sẵn cổng bông sen cho các bác. Ok chưa các bác? Đấy, đằng sau thì nó không có gì cả. Về con vang này thì các bác có thể nhìn thấy là tất cả các cái phím, từ những cái phím chỉnh bát tép trung trầm các thứ là nó ở trên mặt máy hết rồi. Ba nút này thì là ba nút tổng effect này, nhạc mic này, đây là nút ngoài cùng là nút nhạc này, nó ghi rõ đây, nhạc này, mic này, effect này. Đấy, và cái nút này đồng thời là nút control. Nút control này để khi các bác mà nhấn vào các nút này để căn chỉnh thì nó là có tác dụng. Đấy. Em ví dụ bây giờ em sẽ hướng dẫn qua các bác luôn. Ở trên này thì các bác là ba cái nút này thì là khi các bác cắm USB vào đây này. Đấy, cắm USB đây thì nó sẽ có tác dụng. Còn khi các bác mà không sử dụng USB ấy, thì nó không có tác dụng các bác nhá. Nút input này để chọn đầu vào này. Đấy. Thì nó sẽ có các cái cổng chọn đầu vào này. Lát nữa các bác có thể dùng điều khiển chọn, không cần phải dùng cái này. Các bác có thể dùng điều khiển. Em đang cắm ở cổng AUX1 thì là các bác nhìn thấy AUX1 là nó sẽ hát. Đấy. Còn các bác mà cắm cổng quang này, các bác chọn vào cái cổng official này. Đấy, OPT này là cổng quang này. Các bác mà muốn vào Bluetooth thì các bác cắm vào các bác nhấn vào nó hiện chữ BT này là Bluetooth này. Đấy. Ok chưa? Thì đấy là cái cổng đầu vào. Cái thứ hai đó là cổng limit. Limit này là giới hạn. Đấy. Các bác có thể giới hạn nhạc này. Đấy, giới hạn. Các bác mà muốn sử dụng tiếp các cái trang thì các bác cứ nhấn tiếp theo. Đấy. Đây là nó giới hạn, ví dụ như là các bác mà effect mà các bác muốn không muốn cho to quá thì các bác có thể giới hạn bằng cách là sử dụng cái nút control này. Đấy, đồng thời nó là nút effect. Các bác muốn giới hạn là khi mà ai đó vặn to kịch thì nó chỉ lên 52 thì các bác để 52 này. Đấy. Kể cả các bác dùng điều khiển nó cũng chỉ lên đến 52 thôi. Các bác cho to hết cỡ nó chỉ lên 52 này. Các bác muốn giới hạn nhạc. Đấy. Các bác muốn giới hạn nhạc thì các bác nhấn vào đây, nó bao giờ nó ra chữ music này. Ví dụ như các bác muốn giới hạn nhạc chỉ để cho lên khoảng 50 thôi thì các bác vặn đây. Đấy, để 50 này. Đấy, thì ví dụ như ai đó có dùng điều khiển thì cho to hết cỡ nó cũng chỉ lên đến 50 thôi. Đấy, cái nút giới hạn này các bác nhé. Đấy, thì đó là chính là cái nút limit này. Thì thông thường là bọn em sẽ mở toàn bộ. Bọn em sẽ mở toàn bộ, còn anh em về là giới hạn theo bộ dàn của các bác nhé. Các bác giới hạn theo bộ dàn của các bác vì nó còn liên quan đến con đẩy. Đẩy khỏe này các bác giới hạn nhỏ thôi. Giới hạn khoảng 30-40-50 thôi. Còn đẩy mà đã yếu thì các bác có thể giới hạn to lên. Đấy, cái này hoặc là do cái sở thích nghe của các bác nghe to, là các bác để to. Đấy. Đấy là giới hạn. Hai cái chữ nút C và sup này là để chỉnh các cổng center nhá. Ví dụ như là music đây là center này. Center là 100% này. Đấy. Sup thì cũng là 100% này. Đấy. Các bác cho to nhỏ thì ở đấy. Và đây là cắt sup này. Cắt sup là các bác muốn cắt sâu thì các bác cũng lại sử dụng cái nút này để cắt sup xuống. Đấy. Ok chưa? Thì con này nó chỉnh full cái mic in sup này. Mic in sup này các bác lên tắt nhá. Đấy, không thì tí nữa các bác mở lên đấy, các bác mà on đấy. Các bác mà on cái này lên đấy thì khi hát là tiếng mic nó sẽ vào cả sup. Đấy, thì thông thường là ở mic ở sup thì không bao giờ người ta cho mic vào đâu. Gần như là ít người cho mic chứ không phải là không có. Cũng có người cho mic vào sup nhưng mà gần như ít lắm, không thấy đâu. Em ít khi mà cho mic vào sup đấy. Đó. Thì đó là các cái chức năng trên này. Ở dưới này thì còn cái nút FX thì em vừa giới thiệu rồi, đây là chống hú. Các bác chống hú 3 cấp độ. Các bác để cấp độ bao nhiêu là tùy ở vào cái bộ dàn của các bác mà nó hú hí hay là không. Tuy nhiên là với như cái loa em đang sử dụng, loa tép kèn, tép neo này mà nó không ngồi rất là gần loa không hú hí, các bác an tâm dùng. Đây là nút saver. Khi các bác chỉnh xong thì các bác muốn lưu vào cái mode nào thì các bác ấn nút saver này và chọn các mode mà mình muốn lưu vào. Đây, chọn các mode mà mình muốn lưu vào. Gọi chương trình, cái DSP này là gọi chương trình nha. Các bác muốn gọi chương trình thì các bác ấn vào nút gọi chương trình này. Đấy. Đây, gọi chương trình nào. Các bác muốn gọi chương trình nào, ví dụ như là mode 1 là echo revert dài, mode 2 là echo revert ngắn, mode thứ 3 là echo revert vừa phải, mode thứ 4 là revert không. Thì khi các bác lưu vào như thế, các bác nhớ mặc định như vậy thì khi các bác muốn hát mode nào các bác chỉ việc gọi ra thôi. Và ngoài ra thì các bác có thể sử dụng ở trên điều khiển này.
Đấy, ấn nút nào thì các bác chỉ ấn gọi ra phát là ấn vào nút đấy là nó tự động nó gọi ra, gọi nhanh mà. Đây là các nút gọi nhanh ở trên điều khiển các bác nhá. Rất là hay, rất là tiện dụng cho các bác. Đấy, chống hú cũng có thể bật ở trên điều khiển được. Đấy, cái điều khiển nó rất là thông minh luôn, đủ các chức năng. Thế còn ở trên hai cái phần này thì các bác có thể nhìn thấy đây rồi. Ở trên nó ghi này mic music này. Thì các bác nhìn thấy này, các cái tần số nó đã ghi trên này rồi. Đấy, ví dụ như từ trái qua phải nó là từ bass xong đến trung xong đến chép. Đấy, các bác muốn ở đây em đang có một cái tô vít đâu nhỉ? Các bác sử dụng con tô vít hai cạnh như thế này hoặc nhỏ hơn. Ví dụ như em muốn tăng giải bass thì các bác nhấn vào cái nút, các bác xoay. Đấy, các bác xoay nút 57Hz này. Thì các bác có thể nhìn thấy đây là anh em đang cài 63Hz. Đấy, nó tương đương với cái nút 57Hz ở ngoài. Các bác muốn tăng bass thì các bác tăng ở đây. Tăng bass đây. Đấy, đây là giải bass mà các bác lên tăng giảm thì lên tăng ở chỗ này. Đấy, các bác muốn nghe nhiều bass thì tăng ở đây. Thế còn là cái phần giải 134 và 400 này thì theo như bọn em sử dụng kinh nghiệm của bọn em ấy, thì hai cái giải này nó hai cái giải rất dày, dưới nghe nó bị kiểu ong thì thông thường hai cái giải này các bác sẽ giảm xuống. Những cái giải chung này, hai cái giải chung là 1K và 2,5K thì các bác muốn nghe chung thì các bác tăng lên. Thì các bác tăng thì nó sẽ có sự decibel ở đây này, gain này. Các bác tăng bao nhiêu thì các bác cảm thấy nghe ok là các bác dừng lại. Còn các bác mà không muốn nghe chung thì các bác có thể giảm xuống. Giảm bao nhiêu decibel thì nó cũng hiển thị trên cái màn hình số này, các bác thấy không? Bao nhiêu decibel đấy hiển thị trên màn hình số này. Thì các bác nhìn thấy màn hình số này nó bao nhiêu decibel này. Đấy, 6K3 đến 10K này là giải tép này. Đấy, các bác muốn nghe nhạc mà nhiều tép các bác tăng đây lên. Đấy, 6K3 này. Đấy, và 10K này là hai cái nút này chỉnh giải tép này. Đấy. Thì ở đây là anh em đã sử dụng phần mềm để chỉnh nó lên 12K rồi. Đấy. Thì các bác có thể nhìn thấy là những cái này bọn em đã cài đặt nó ở phần mềm nó rất là thông dụng cho các bác này. Các bác mà muốn tăng thì các bác tăng ở đây, tăng giải tép ở đây. Đấy. Các bác lưu ý là hai giải cuối cùng này giải tép này, hai giải đầu tiên giải bass và hai giải giữa này giải trung. Đấy, thì các bác muốn tăng giảm thì các bác sẽ tăng giảm tùy theo cái sở thích nghe của các bác ở đây. Đấy. Ở phần mic nó cũng như vậy, ở phần mic nó tương đương với phần nhạc như vậy. Các bác muốn tăng giải nào các bác tăng đây, cũng hai là giải đầu này giải tép này, hai giải giữa trung và hai giải cuối là tép này, hai giải đầu là bass. Đấy. Thì các bác cứ thích tăng giải nào tăng giải đấy. Tuy nhiên này, có những cái điểm mà bọn em lưu ý các bác, ví dụ những cái giải này những cái giải mà 6K 8K là những cái giải nó hay bị hú thì các bác không nên tăng, các bác để bằng hoặc là giảm chút một chút. Các bác muốn tăng này, các bác tăng ở những cái giải tép mịn này, ví dụ 12K này. Đấy, các bác nhìn thấy không, đây là 10K mới chỉnh như 12K rồi, trong phần mềm chỉnh 12K rồi, thì các bác tăng những giải đấy, tăng những cái giải tép mịn thì nó sẽ không bị hú mà tiếng xì xịt sẽ ngọt, nó không bị vỡ. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy, còn cái giải mà trung trầm và những cái giải mà bát cao này nó cũng rất hay gây ra cộng hưởng mà nghe nó hay bị ù, thì các bác thường là sẽ giảm vào hai cái giải này đi một chút. Các bác muốn tăng giải mic thì các bác giải bát thì các bác tăng ở giải này. Đấy, tăng giải này này. Đấy, ok chưa các bác? Đấy. Và cái quan trọng là cái phần effect này các bác nhé. Cái phần effect này thì em đây em đang giải mic kìa. Em sẽ to nhạc lên chút, to cái tiếng mic lên một chút này. Đấy, em sẽ hướng dẫn các bác này. Ở cái phần effect này các bác lưu ý là ở trên cái phần effect này sẽ có echo và reverb. Thì các bác nhìn thấy là đây là reverb này và trên là echo này. Các bác muốn tăng echo thì các bác ở đây là sẽ có volume của echo và volume của reverb. Các bác nào mà thích hát echo nhiều thì các bác tăng ở đây lên này, tăng ở đây này. Các bác nhìn thấy không? Đấy, volume của echo này. Đấy, tăng giảm ở đây này. Đấy, bác nào muốn tăng bao nhiêu echo thì các bác cho ở đây. Các bác nhìn thấy 92 93 này. Đấy. Thì ví dụ như cấu hình echo reverb thì em sẽ cho echo là 100% và reverb là khoảng 35-36% này. Đấy. À đây, reverb là khoảng 35-36% này. Đấy, các bác nhìn cứ khoảng 35-36-40%. Tùy cái sở thích hát của các bác. Các bác muốn tăng lên làm sao mic nó dẻo, các bác thấy ok là ok vì nó còn liên quan cả mic của các bác nữa. Đấy. Cái thứ hai đó là repeat. Repeat này là độ dài của tiếng echo này. Đấy, độ dài của tiếng echo này. Ví dụ các bác này cho lên em tăng cái tiếng echo lên thì nó rất là dài này. Ví dụ em để lên 75% này. Em alo thử mic cho các bác nghe này. Các bác cho dài nó lên thì đi đáy về vẫn còn tiếng echo đấy, vẫn còn alo lô lô đấy. Các bác alo một tiếng xong đi đáy vẫn còn về, vẫn quay về vẫn tiếng echo. Ví dụ các bác cho lên 90 là kịch này. Các bác nghe này. Thì các bác có đi mãi về vẫn chưa hết cái tiếng echo này thì các bác thì không nên cho nhiều quá. Các bác chỉ cho khoảng độ 55-56 thôi. Bác nào mà thích hát dài echo thì các bác cho lên 60-62 thôi. Còn thông thường thì để 56-58 là ok rồi. Còn cái tiếng delay này chính là cái tiếng khoảng cách mau thưa giữa hai tiếng echo, giữa hai lần lặp lại ấy.
Đấy, ví dụ như em cho cao lên này. Đấy, cho cao lên nhá. Thì con này nó cao rất là cao là 250. Em alo nó rất là thưa đúng không? 5 5 5 5 6 7 1 1 2 2 5 5 5 6. Đấy, thì các bác cho lên kịch thì nó sẽ rất là thưa. Thì thông thường thì em hay để khoảng 220 đến 230. Thì cái này là do các bác thích nịnh tiếng thì cho các bác cho lên tầm 230. Còn thông thường em để khoảng 225, tiếng echo rất ngọt. 5 5 5 6 7 1 1 2 5 5 5 6 7. Các bác có thể thấy là tiếng echo con này rất là ngọt luôn nhá, và hát rất là dễ. 5 5 6 7 1 2 5 5 6 7. Lên đó, các bác thấy không, cho nhạc lên khi tiếng effect nó không bị mờ. Mic ra bao nhiêu thì tiếng effect nó vẫn ra cần đấy, nó không bị mờ tiếng các bác nhá. Đây này, em đang cho mic vào vải. Thì các bác có thể thấy này, em đang ngồi rất là gần loa và dí thẳng vào cái tép neo này. Đấy, mic rất to, không hú dít gì các bác. 5 5 6. Này các bác thấy không? Trừ khi là các bác dí sát cái đầu mic vào loa như thế này thì nó may ra nó có hơi hơi hú. Các bác thấy không? Và đây em đang để cấp độ chống hú số 2 nhá các bác nhá. Đó, đang để cấp độ chống hú số 2. Đấy. Các bác mà thấy nó hú hơn thì các bác để cấp độ chống hú số 3, nhưng mà theo em thì để cấp độ chống hú số 2 được. Gần như nó không có hú như này rồi. Các bác thấy không? Đấy, mic vẫn đang hoạt động bình thường này. Đấy, các bác thấy tiếng mic xì xịt rất ngọt nhưng mà không hú ý gì. Phải nói là một con siêu phẩm luôn. Con này thì có Bluetooth cho anh em nào mà kết nối hát mic không dây. Các bác làm dàn kẹo kéo rất hay. Đấy. Thì với con vang này thì thị trường họ anh em đang bán 2.500.000 đến 2.700.000, tùy đơn vị bán. Còn bác nào mà muốn sở hữu con vang này với giá tốt hơn, các bác liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730, hoặc các bác có thể đến tại cửa hàng của em tại xóm chùa Liên Sơn Tân Yên Bắc Giang để thẩm mâm trực tiếp mà có thể mua hàng. Ok chưa bác? Và sản phẩm được bảo hành 12 tháng các bác nhé. Rồi, các bác xem kênh thì tặng em Dung một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh, bác nhấn nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các video của bên em. Video ngày hôm nay thì do vừa giới thiệu vừa hướng dẫn sử dụng cho nên là nó sẽ hơi dài. Mong các bác thông cảm. Bác nào mà biết hướng dẫn sử dụng thì các bác thể bỏ qua và liên hệ trực tiếp bên em để mua hàng các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.